Và như vậy là trận đấu của chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu. Màn đối đầu giữa Maryland Quy Nhơn Bình Định cùng với Đông Á Thanh Hóa thuộc vòng 5 của Naismith V-League 1 2023-2024. Và số điểm là 7 được xem là một con số tương đối là thuyết phục so với cho với các cầu thủ viên. Bởi vì ở mùa giải năm nay họ cũng không phải là một đội bóng được đầu tư quá mạnh. Sút bóng rất nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng đã đến dành cho Đông Á Thanh Hóa với sai lầm của thủ môn Đặng Văn Lâm. Rất bất ngờ. Ở vòng vừa rồi tôi cứ nghĩ có lẽ là bóng sẽ chỉ đi vào cạnh lưới của đội chủ nhà mà thôi. Rimario, cơ hội tấn bóng qua đầu thủ môn và đó là Rimario. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Không cần phải xuất hiện quá nhiều, nhưng Rimario ở trong những khoảnh khắc quyết định vẫn biết cách để tạo ra điểm nhấn. Một vài dứt điểm quá tinh tế của cựu cầu thủ Bình Định để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa. Và xử lý tốt của Antonio rất trống trải nơi trung lộ. Lâm Tị Phong, Lâm Tị Phong 3-0 cho Đông Á Thanh Hóa. Đông Á Thanh Hóa đã sở hữu cho mình những bài phản công quá lợi hại. Hai trận đấu đi và về thì Đông Á Thanh Hóa đều có được chiến thắng. Thanh Long, sai lầm của Thanh Diệp, sai lầm của Thanh Diệp và Alan là người đã tận dụng thành công. Có một điều gì đó phải nói là cực kỳ bất ngờ, cả hai thủ thành của chúng ta đều mắc những sai lầm. Tạt bóng vào. Chuyện gì đang xảy ra đây? Quá bùng nổ dành cho Maryland Quy Nhơn Bình Định và hai bàn thắng để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Như vậy là vào thời điểm này thì Thép Xanh Nam Định đã có được hai bàn thắng để đưa trận đấu với kết quả 2-2. Và trận đấu này của chúng ta cũng đã kết thúc. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định và Đông Á Thanh Hóa của FPT Play xin được phép khép lại ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.